Hi, welcome back to my channel Stars Can I Go. Ok, và tựa game đầu tiên, các bạn là cùng mình khám phá tựa game này nha. Let's go. Ok. Đời luôn. Wow. Và mình sẽ vào tựa game thứ hai, Traffic Riddle. Let's go. Ok, vào tựa game tiếp theo, Pyrexin, let's go.
Tommy Vercetti. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out.
What's the password? You Charlie? Get some sleep, he says. Okay, let's go. Hey, so there he is, huh? Hey. I got you a nice little place to stay, Tony. It's got you written all over it. We'll head there first. This is it, Tony. Home sweet home. Beautiful, ain't she? This shithole is... Thank you.
Now take me to my place. You delinquent! I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Place right here. Let's get off the street and find the danger close. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over there. Let's go around the back and use the service door. Okay, 4的跟贴跳, let go.
Thì các bạn có thể nâng cấp 2004, 2006 vẫn chưa được tiền. Các bạn sẽ phải đùa ngoài lấy tiền cho nâng cấp cho chiếc xe của mình khỏe lên. Thank you.
Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục tìm một con đường mới đi từ Hà Nội xuống thành phố Hồ Chí Minh. Wow. Với km là 1682. Đó, sau đó các bạn sẽ đi chở khách đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Ok. Một chặng đường rất là dài nhá. Ở đây các bạn sẽ bắt đầu đi đón khách. Đó là các bạn sẽ đậu vào. Passengers, it is the departure time for the vehicle. Please take your seats. Không mở được cửa. Không mở được cửa các bạn ạ. Các bạn phải mở cửa thì lúc đó thì những người đó mới đi vào trong xe được. Nhưng hiện tại là sao lại không mở được nhờ? Phải mở cửa, ví dụ các bạn mở cửa thì những người bạn đó mới vào được. Và sau đó thì các bạn sẽ đi, di chuyển và tiếp tục, ok?